Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Bạn và mọi người cùng xem ha. DC93. Rồi, chiếc máy này của anh Tấn đó các bạn. Ở Hòa An nha. Hôm nay cắt đất sập nha, quá trời sập luôn. Vừa sập mà vừa lúng nha các bạn. Đây, lên hàm nha các bạn. Chiếc này lên hàm 95 mà đó nha. Lên hàm 95 nhưng mà chế thêm cái dòng giữa nha. Đó, hiện tại đang cắt đất sập đó các bạn ơi. Mưa gió hổng gài nè các bạn cũng biết là sập hết trơn luôn. Vừa sập mà hơi lúng luôn. Chỉ là lên sình luôn á. Số anh em bắt chuột. Quá sập luôn. Cái này sập sát hết luôn các bạn. Tại mình đứng thấp cho nên mình thấy lúa nó hơi dị chứ thật sự sập hết trơn luôn. Và bắt chuột. Ở đây các bạn coi là sập hết trơn vậy nè, đều luôn á. Tại mình đứng mình thấp mình thấy vậy. Nói ngay người ta bơm nước khô, dục lúa theo lần gom được. Quá trời sập, sập láng vô hết trơn này các bạn ha. Để mình đi qua mép đây. Quá trời sập qua nè các bạn. Đó thôi. Miếng này dài ra tới đầu kinh luôn. Bây giờ là mấy kéo lên kinh luôn nè. Lên bờ kênh luôn. Gom mà thấy gì chứ? Các bạn xem kỹ gom vào ướt nhẹp ha. YouTuber gì mấy cắt ông quay mình mấy cắt ông đăng lên mạng nè dẫn đi. Nó sập ghê không các bạn? Hả? Sập hết trơn luôn thấy không? Hả? Sập từ mấy đó sập dài vô tới mây luôn. Ở dưới sập mà. Lộn mẹ quá không có sập. Sập đi đất. Ông ba biết trọng mưa tới không? Mưa tối sập đó hả? Ừ. Ủa ông chụp hình hay ông quay vậy? Chụp hình. Hình mà để camera cho ông quay. Chụp sai dưới đất. Ông quay á. Chú không quay. Ông quay tới ngoài không kìa. Quay xa. Hả? Ồ, dính cá chê luôn đó hả? Quay chú quay. Xét lỗ đây nè. Xét dùm cái lỗ rồi. Đủ ngoan là một tới 1 tính luôn kìa. Trời ơi, quay xa lắm. À, này phóng to lên. Hết hồn các bạn sập. Cái này lên hàm 95 đó nha các bạn, nhưng mà chế thêm cái dòng giữa ha. Giờ mà tưởng là hàm 100 không nha. Chưa bán ảnh. Bỏ xuống đi là nó hết đấy. Chưa bán ảnh đó. Chưa. Mày vô không? Rồi, chứ lửa mày nha chú. Không. Cái ông hướng nước cũng đừng con nữa.
mấy cá tán nè con này nè. Con bự hơn nha, con để lại em trước đi. Của đây kiến lửa không nghe chú. Chú đánh sinh hoa nữa nghe chú. Chai chuột của con. Nãy nó đạp vô anh trai cũng nghe chơi. Sao quay sai với chú. Camera action. Quay gì? Quá trời xa luôn. Quay ra tuốt ngoài luôn được không á? Quay đăng hình hoảng. Quá trời sập rồi. Hay là mới mua này về test thử hả chú? Ừ. Mới mua test thử. Dạ. Mới mua, giờ mình không biết rồi. Mới tin. Cái gù bên đây có nè, hai cục này có nè. Cục đó cục này có. Quá sập rồi. Đủ hàng nhỏ nhỏ theo. Đúng rồi, cái này cũng ép cắt các bạn ơi. Chứ cắt ở trong chứ vẫn còn ướt nè. Thì mình đưa bộ độ chắc cũng còn ướt. Bị sập mà hôm qua nay mưa không, mới nắng bữa nay, nắng sáng giờ, giờ này cũng chưa khô nổi. Đó, không sập mà đó. À, mọi người. Quá rồi các bạn. Thì cắt tới, cắt tới mọi người. Ở đó. Lúa được các bạn ơi, giục hai mấy lần gom đó. Nó sập gì mà có chuột ha, nó nhóc nhỏ rượt gì mà chuột nhóc nha. Phan Quốc Hải. Chiều bấm vô Phan Quốc Hải là gặp liền. Ở nhà chú đâu ạ? Ở vùng Ghiền. Ồ ông đó chọn ông, ông đó bắt dính cá chê nữa kìa. Con đây con ở đâu con lọc ở đây. Đồng ơi. YouTube Hải hả? Phan Quốc Hải. Phan Quốc Hải chú này làm YouTube nè bảo. Coi sao chú coi chú. Đây nè. Thì đó quay mấy cắt nó chạy vậy đó. Đó chú đâu phóng to lên đó. Đến từ vị trí của anh em thì anh thanh niên đang quay một cái mới cắt đang cắt với những anh trẻ trâu đang đua theo đêm.